Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Trọng Nghĩa, chiến binh quả cảm hay anh lính mổ. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa là người hiếm hoi giữ chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam mà không phải là ủy viên Bộ Chính trị. Không biết đây là ân huệ hay thiệt thòi cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa đây. Lẽ ra với việc phân cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa nắm chức vụ này thì ở đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông trọng nên giới thiệu ông Nghĩa vào Bộ Chính trị luôn hoặc tại các hội nghị trung ương sau đó cũng nên đưa ông nghĩa vào bộ chính trị tuy nhiên cho đến nay ông nguyễn trọng nghĩa vẫn chỉ là ủy viên trung ương đảng ông nguyễn trọng nghĩa vốn là thượng tướng phó chủ nhiệm tổng cục chính trị nói về cơ quan tuyên truyền thì cơ quan tuyên truyền của đảng tức là ban tuyên giáo trung ương phải lớn hơn cơ quan tuyên truyền của quân đội tức là tổng cục chính trị ấy vậy mà người đứng đầu cơ quan tuyên truyền quân đội đại tướng lương cường đây là ủy viên Bộ Chính trị, còn người đứng đầu cơ quan tuyên truyền của Đảng đây là ủy viên Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Ban đầu với vị trí ủy ban viên Trung ương Đảng mà được ông Trọng giao cho chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương thì quả thật đó là một ân huệ. Tuy nhiên khi đã là trưởng ban tuyên giáo Trung ương mà chưa được giới thiệu vào Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đó lại là một sự bất công. Có lẽ ông Nguyễn Trọng Nghĩa cần nỗ lực nhiều hơn nữa để lấy lòng ông Tổng Bí Thư thì may ra ông sẽ có triển vọng vào Bộ Chính trị tại khóa tới. Ban tuyên giáo Trung ương hiện nay đang nắm trên 800 tờ báo phát thanh và truyền hình các loại là thành trì để chống lại những tin tức bất lợi cho Đảng. Từ nhiều năm nay, cứ mỗi lần dư luận có thông tin bất lợi cho nội bộ của Đảng thì Ban tuyên giáo Trung ương tự động cho báo chí phản bác lại với 800 tờ báo và giữ độc quyền báo chí, từ lâu ban tuyên giáo đã tự tin dùng tin giả để đập nát tin thật. Và cứ như thế, họ hành xử với tin bất lợi theo một biện pháp giống nhau cho đến tận ngày hôm nay. Có thể nói ban tuyên giáo là người lính tiên phong của ban bí thư và của Đảng Cộng sản trên mặt trận thông tin. Cứ tự động chống lại tin bất lợi thì có khi ban tuyên giáo lại như húc đầu vào đá vậy. Vì thế, người đứng đầu cơ quan này cũng cần phải tìm cách làm khác đi. Nếu những tiền bất lợi mà không thể bác bỏ thì cũng nên im lặng. Càng bác bỏ thì lại càng cho làm người, người dân trong cả nước mất lòng tin vào đảng. Và đó là lý do tại sao tin đồn được nhiều người đón nhận nồng nhiệt trong xã hội tại Việt Nam. Như hình ảnh ông Đinh Thế Huỳnh, người đã từng chỉ đạo báo chí húc đầu vào sự thật. Năm 2015, khi tin tức về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh đã đột nhiên hé lộ. Lúc đó, ông Đinh Thế Huynh đã chỉ đạo báo chí đồng loạt chống lại tin đồn từ trang chân dung quyền lực đưa ra. Và kết quả thì báo chí cách mạng đã thua và tin tức trên mạng xã hội đã đúng. Việc làm của ông Đinh Thế Huynh khi đó không được khôn ngoan cho lắm, cho nên ông Huynh như là người lính bổ, chỉ biết điên cuồng chống lại hỏa lực cực mạnh của quân địch mà không hề biết né tránh. Cách chống lại tin đồn kiểu đó thiếu tự tin, lợi bất cập hại. Hậu quả là ngày nay người dân đã dùng câu nói rằng Tao khỏe, có chi mô. Mà ông Đinh Thế Huynh chỉ đạo báo chí đăng tải đã trở thành câu châm biếm cho sự láo tuét của Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh có ít nhất 3 bài báo chống lại tin tức về sức khỏe của ông Lê Văn Thành. Có vẻ như năm 2022, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đang lập lại những gì mà ông Đinh Thế Huynh trước đó đã làm khi có tin ông Lê Văn Thành, phó thủ tướng đi nước ngoài chữa bệnh thì ông nghĩa chỉ đạo báo chí lên 3 bài phản bác lại tin đồn. Bài thứ nhất có tựa đề: Phó thủ tướng Lê Văn Thành được phân công nhiệm vụ. Bài này được đăng vào ngày 24 tháng 11. Bài thứ hai thì lại có tựa đề: Phó thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo hướng dẫn áp dụng các cơ chế đặc thù cho dự án cao tốc Hòa Bình Mộc Châu. Bài này được đăng vào ngày 28 tháng 11 còn bài thứ ba là phó thủ tướng lê văn thành ký ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm không biết ông nguyễn trọng nghĩa còn chỉ đạo báo chí đăng thêm bài nào nữa hay không nếu tin về bệnh của ông lê văn thành là sự thật thì cách chỉ đạo như thế của ông nguyễn trọng nghĩa cho thấy ông cũng là người lính mù húc đầu vào đá chứ không phải là người lính quả cảm trên mặt trận thông tin vậy ông nguyễn trọng nghĩa là lính mù hay người lính quả cảm thì chúng ta hãy đợi thêm thời gian sẽ rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Nguyễn Trọng Nghĩa chiến binh quả cảm hay anh lính mổ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói Tàu khỏe có trì mồ rồi chỉ đạo công việc Có thể nói câu nói mà báo chí nhà nước Việt Nam nhét vào mồm ông Nguyễn Bá Thành Khi ông này bị bệnh tại Mỹ trả lời đã bị biến đổi ý nghĩa của nó Câu nói này mang hàm ý nghĩa rằng bệnh nhân ấy chắc chắn về chầu Diêm Vương Người dân Việt Nam rất có khiếu châm biếm Họ không châm biếm người đã khuất mà họ châm biếm hệ thống báo chí tuyên truyền của Đảng Cộng sản tại Việt Nam. Để che đậy sự thật, họ thường thêu dệt những câu nói mà thực sự nạn nhân không bao giờ nói. Đây hình ảnh, câu nói đã đi vào huyền thoại của báo chí cách mạng. Ngày 29 tháng 1 năm 2015 khi đó, tại bệnh viện John Hopkins ở Hoa Kỳ đã bó tay và trả ông Nguyễn Bắc Thanh về nhà để lo hậu sự khi ông nguyễn bá thanh về đến đà nẵng vào xe cứu thương trưởng ban nội chính trung ương vẫn tỉnh táo nhận biết nhiều người và đùa rằng tàu khỏe mà có chi mô trong khi đó một tờ báo khác thì lại cho biết ông nguyễn bá thanh ăn được một bát cháo tình trạng sức khỏe của ông nguyễn bá thanh trước đó đã được trang chân dung quyền lực đưa tin rất rõ ràng có cả hình ảnh ông bá thanh tại bệnh viện ở mỹ họ biết cả giờ bay giờ khởi hành rồi hoãn bay đột xuất và họ cho biết cả hành trình. Nói chung lúc đó cả xã hội theo dõi trang tin này, trong khi đó báo chí của nhà nước thì im thìn thít. Đến khi chuyến bay chở ông Nguyễn Bá Thanh từ Mỹ đáp xuống sân bay Đà Nẵng thì báo chí trong nước mới đưa tin và họ đã cố tình đưa tin theo hướng ông Nguyễn Bá Thanh đang khỏe dần. Vì cách đưa tin cố bác bỏ những tin đồn mà trên thực tế tin đồn lại là tin chính xác. Ông Nguyễn Bá Thanh về Việt Nam để được gia đình là hậu sự là sự thật. Chứ ông không hề hồi phục sức khỏe và từ đó câu nói tàu khỏe có chi mồ đã trở thành câu nói mà người dân ám chỉ rằng quan chức bị bệnh viện trả về nhà để lo hậu sự. Đây là hình ảnh báo chí tại Việt Nam tự động chống tin đồn theo cách của họ. Theo như thông tin chưa được kiểm chứng, thì ông Lê Văn Thành cũng được bệnh viện Nhật trả về và cũng chưa biết vì ông Thành đang khỏe hay ông Thành bị trả về như cách mà bệnh viện John Hopkins trả ông Thành về Thanh về ngày nào. Khả năng cao là giống như trường hợp của ông Nguyễn Ba Thanh vì không ai đi nước ngoài chỉ vì bệnh nhẹ, mà đã là bệnh nặng thì không trở về nhà sớm được. Theo suy luận là như thế nhưng thực tế thế nào thì cần thêm thông tin để kiểm chứng. Cho tới lúc này thì ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 1448 vào ngày 23 tháng 11 phân công nhiệm vụ cho Vũ Đức Đam và ông Lê Minh Khái chịu trách nhiệm thực hiện những công việc thay ông Lê Văn Thành vì ông Thành đi nước ngoài. Văn bản không nói rõ đi nước ngoài vì vấn đề gì, tuy nhiên về phía người dân đồn đoán thì ông đi Nhật chữa bệnh như cố chủ tịch nước Trần Đại Quang trước đây. Ngày 28 tháng 11, một tờ báo trong nước đã đăng bài Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo hướng dẫn áp dụng cơ chế đặc thù cho dự án cao tốc Hòa Bình Mộc Châu bài báo này cho biết ông lê văn thành chỉ đạo công việc từ văn phòng chính phủ điều này ngụ ý là bác bỏ những thông tin về tình hình sức khỏe của ông lê văn thành mà mạng xã hội đã đồn đoán mấy ngày thời gian vừa qua đây là hình ảnh bài báo được cho là cố chống lại tin ngoài luồng về trường hợp ông phó thủ tướng lê văn thành theo khảo sát của truyền thông thông tin của báo chí nhà nước được đa phần độc giả đánh giá là thông tin chống lại tin đồn những người được khảo sát cho biết họ nghĩ tin đồn thì khả tín hơn. Bởi quyết định 1448 đã rất thuyết phục, trong khi đó báo chí chỉ nói suông không có bằng chứng gì cho thấy ông Lê Văn Thành xuất hiện thực sự ở cơ quan của chính phủ. Bài báo này tương tự như những bài báo từ 7 năm trước khi mà báo chí đồng loạt đưa tin rằng ông Nguyễn Bá Thành nói tàu khỏe có chi mô và còn đưa tin ông ăn được một bát cháo. Tuy nhiên trên thực tế thì không bao lâu sau cái chết của ông cũng được báo chí chính thức xác nhận. Thực tế cho thấy thông tin ngoài luồng đã chính xác hơn cả thông tin của báo chí nhà nước Việt Nam. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm đê với bản tin Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói Tàu khỏe có chi mô rồi chỉ đạo công việc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của thầy báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất của thầy báo.de từ Berlin, Cộng hòa, Liên bang Đức. Trung Khoa, chào các bạn!